Xin chào mọi người, hôm nay mình hướng dẫn mọi người cách vệ sinh cái ống len kít 1855 EE Style. Đây là một cái len rất là phổ biến của máy Canon Crop. Thì đầu tiên mình tháo cái vòng cao su này ra. Cái vòng cao su này có nhiều ống kính nó rất là cứng, nên thì mọi người tháo từ từ nha. Từ từ nó sẽ ra thôi. Không có cái nào là không ra, từ từ. Sau đó mọi người zoom về 55. Mọi người zoom về 55 để bộc lộ ba cái con vịt mà nó giữ cái trục của len ở bên trong á, cái khối mà di động của len ba con vịt này. Mọi người nhớ đánh dấu cẩn thận để khi mình lắp vào trong đúng vị trí. Rồi mình có thể mở cái mau đuôi trước không được, mở bốn con vịt, sau đó mở hai con vịt giữ cái mặt điện nữa, là mình có thể lấy cái mau đuôi ra. Hai con vịt là ở cái mặt điện này là, sau đó mọi người mở cái dây cảm biến ở cái mau đuôi, cẩn thận đoạn đó có để đứt dây ngay. Sau đó lấy cái lớp đệm này ra. Tiếp theo là mọi người lấy cái dây cáp ra khỏi cái bo mặt chính của cái len. Rồi bây giờ bộc lộ cái motor lại nẹt. Cái motor lại nẹt thì mình tháo hai con vịt này và mình nhớ là mở cái khóa, nhớ là đưa cái nút AFMF lên trên để mình mở cái motor ra cho dễ. Rồi bây giờ thì mình mở cái dây này là cái dây khẩu đồ mọi người nhé. Mở cái dây khẩu đồ ra. Rồi sau đó tiếp theo là mình mở cái chốt để của cái kính AF bên trong á. Mình mở cái chốt này để giải phóng cái kính AF và cái trục. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần mở ba cái con vịt mà hồi nãy mình định dấu nữa, là mình có thể lôi cái trục của len ra, trục kính của len. Đó, mình mở ba con vịt này, nhớ là sẽ bỏ vào đúng vị trí của nó, hai màu trắng và một màu đen. Rồi mình có thể lôi cái trục này ra, đó là trục kính của len. Trong này có kính đuôi, kính rung và kính AF. Đầu tiên mình mở cái kính chống rung ra, nhớ đánh dấu cẩn thận cả nó bị lệch mọi người nhé. Thì đã mở ra và đóng lại là phải đóng vị trí. Mình mở cái dây khẩu ra, cái dây khẩu có dán kéo vào cái lõi. Rồi bây giờ thành hai trục, hai bộ. Hôm nay là kính chống rung, mình mở thêm hai công việc của kính chống rung nữa. Rồi nó có ba cái lò xo. Mình mở ba cái lò xo của kính chống rung ra. Đó, cái đoạn này giờ cẩn thận cái đứt cái dây. Rồi mình lôi cái kính chụp rung ra. Giữa cái kính chụp rung này là có ba cái con bi rất là nhỏ. Nếu mà không để ý mình làm mất một trong ba viên bi đó là rất là mệt. Mọi người lại cái kính chụp rung ra rồi thì có ba viên bi đó. Cẩn thận cả mất một trong ba viên bi này là rất là mệt, nên chị đừng có để mất một trong ba viên mọi người nghe, nó sẽ bị nghiến kính ngay. Đấy, bây giờ là mình bộc lộ được cái kính chống rung và cái kính mà chứa cái bộ khẩu. Thì bây giờ mình mở cái bộ khẩu ra luôn để cho mình dễ vệ sinh cái kính mà chứa cái bộ khẩu. Đấy, cái kính mà chứa cái bộ khẩu. Bây giờ mình vệ sinh luôn. Mọi người có thể vệ sinh bằng côn hoặc là bằng kính nước lốc kính cũng được. Mọi người mà thiếu phương tiện, mọi người chỉ cần như vậy thôi. Vì cái kính này, cái len này len rẻ tiền và cái kính của nó cũng khá là bền và chắc chắn, không có lo bị xước lắm. Đấy. Tiếp tục là vệ sinh cái kính chống rung. Kính chống rung nó có cái 2 năm chấm ở dưới á, cái đặc điểm kính chống rung. Cái kính chống rung hay vệ sinh rất mất thời gian vì nó ngóc ngách đấy.
và nó có cái lớp đệm của kính ở trước, rồi sau đó mình lại cái kính này, đây là kính AF, kính này nó chạy lui chạy tới để mình lại nét á, lại cái lò xo ra. Rồi bây giờ mình vệ sinh cái kính AF. Kính AF cũng rất là dễ vệ sinh và nó khá chắc là tốt, không có lo bị xước lắm. Nhưng mà cái kính đuôi, mọi người chú ý cái kính đuôi. Cái kính đuôi mặt trong rất là mềm. Ở mặt ngoài thì nó cứng, nhưng mà đây mặt trong này rất là mềm, nên mọi người vệ sinh phải nhẹ nhàng cẩn thận, cần nó xước liền đó. Mọi người để ý mà cái kính đuôi này là đâu một cái kính đốc, mà khi nó bị mốc ở bên trong là rất là mệt, hầu như rất là khó mà vệ sinh. Tiếp theo mình vệ sinh là cái kính đầu mà mặt trong. Đây là cái kính đầu mà mặt trong. Rồi cũng rất là dễ vệ sinh thôi. Cái lên kính này rất hay bị cái kính đúc mà mặt trong này, cái kính đúc mà kính đầu này rất là nhiều lớp kính mà phải cắt kính rất là mệt. Rồi sau khi vệ sinh cái kính chữa bộ khẩu rồi thì mình lắp bộ khẩu vô lại cho nó cẩn thận. Lắp xong rồi nhớ là kiểm tra cái bộ khẩu xem nó có động mở tốt không. Mình lắp cái bộ khẩu vô xem nó động mở tốt không. Đó, kiểm tra cái động mở là khi mà có cát bụi hoặc là nước vào thì nó là bị kẹt khẩu, nên mất công phải mở ra và chui lại. Mình kiểm tra trước. Rồi bây giờ thì tiếp tục là mình lắp cái kính chống rung vào. Đầu tiên là bỏ 3 viên bi, nhớ cẩn thận cả bị bủng, bị mất. Mình rất hay bị mất lắm. Mỗi lần mất là mình phải lấy cái kính khác mình bỏ qua. Nhưng mà sau đó lại tìm lại được, nhiều khi rất là đau đầu. Rồi mình bỏ cái kính chống rung vào, nhớ là hai cái nắm chấm phải nằm đụng với hai cái mặt điện đó mọi người nha. Giờ lịch là lắp vô không được, rồi nó là không chống rung được, rồi mình vặn hai con vít. Hai con vít rồi cái kính chống rung lắp vào rồi thì giờ chứ mình phải nối ba cái lò xo để giữ cái trục cái chống rung. Ba cái lò xo này cái mục đích là nó rung là giúp làm giảm gọi là cái tính năng ix của len đó, thì làm cho len ổn định quang học. Ba cái lò xo này rồi sau đó vì bây giờ mình lắp vào với cái kính đuôi và kính AF dưới bằng này. Rồi mình đem cái kính AF và kính đuôi vào. Thì đầu tiên mình phải lắp cái kính AF vào cái kính đuôi và nhớ là phải đụng cái trục bỏ cái lối xo vào trước. Rồi mình bỏ cái kính AF vào, mình có cái rặn đấy, mọi người nhớ bỏ đụng cái rặn đấy, đó có cái rặn đấy. Đó. Trong đó trượt trong cái rặn là được, đó, nó trượt lên trượt xuống trong cái rặn đó là được. Rồi mình bỏ cái kính chống rung và cũng AF vào cái bộ gọi là cái kính đuôi và kính AF với cái kính chống rung và cái kính chữa bộ khẩu. Mình lắp vít lại như ban đầu, nhớ cho đúng vị trí nghe, cả nó bị lệch nét. Sau đó là mình bỏ keo vào. Mình phải bỏ keo thôi, là cái dây khẩu này khi mà mình dấm là nó chỉ cần hở ra cả là nó cà cái bên thân của len là có dưới đứt cái dây khẩu này, nên chỉ mình phải làm cẩn thận bỏ thêm mình keo ở ngoài nữa để cho cái dây này nó khỏi bị bung ra. Thì nhiều khi keo lâu ngày nó nhả mọi người là nó bung ra là lại bị đứt dây khẩu. Rồi mình bỏ cái bộ này vào lại cái ống len. Thì nhớ bỏ cho động vị trí nó mới xuống. Đó. Cái dây khẩu phải động vị trí của nó.
Cái dây khẩu phải động vị trí. Rồi, động rồi. Bỏ cái dây khẩu động vị trí. Mình vặn vịt của dây khẩu vào. Sau đó là mình phải gắn cái chốt để giữ cái trục với cái kính AF. Cái này thì cũng đơn giản thôi. À, bây giờ tiếp theo là mình bỏ mấy cái con vịt, cái rạch đi. Con vịt này có tác dụng là nó làm cho cái trục trượt vậy đi với cái vỏ. Để bỏ cho động vị trí như ban đầu mọi người nha. Đó, bỏ cẩn thận hai con vịt màu trắng và một con vịt màu đen. Con vịt màu đen là nó nằm ở gần giữa cái chữ macro. Rồi là mình bỏ cái motor vào. Motor là nó có cái trục này đó. Cái ống của cái motor là phải động vào cái trục đó. Và cái nút AF, MF phải nằm ở trên. Sau đó là mình đẩy xuống và nó chắc chắn. Theo cái cách là bắt đầu mình vào hai con vịt vào là không sai đi đâu được hết. Rồi mình bỏ cái ba bo mạch vào. Nhớ là cái dây cáp nào thì cái rặn của bo đó. Mọi người bỏ sai cả là không có lắp vào động vị trí được, nên phải bỏ động vị trí. Là mình mới đẩy dây cáp vào được. Cẩn thận cái đất dây cáp mọi người nha. Đất là mệt lắm á. Đất là phải gửi tới thờ ngay, chứ không có từ mới làm được. Rồi mình bỏ cái lập đệm này vào, này sau đó là mình bỏ cái mao vào. Đầu tiên là phải cắm cái dây cảm biến vào trước. Cái dây này mọi người giật giật mạnh là hay bị đứt lắm. Rồi sau đó là nhớ bỏ cái lập đệm đó là phải động cái vị trí của cái con vịt lỗ vịt trong á, chứ không là không có chỗ vặn vịt. Rồi mọi người vặn mấy con vịt xong là coi như là xong. Ở trong đây là một cái lán kit rẻ tiền, nên chỉ mọi người mạnh dạn làm. Nếu làm không được thì cứ gửi tới cửa hàng của mình, hư kiểu gì bên mình cũng xử lý được cả. Hy vọng cái clip là có thể giúp ích được cho mọi người. Có gì khó khăn mọi người comment bên dưới, và nếu được thì ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh của mình để mình có thể ra nhiều clip mà có ích cho mọi người và cộng đồng Nhật Bản Việt Nam. Xin cảm ơn mọi người nha. Xong xuôi thì mình vệ sinh cái kính đuôi để cho nó hoàn thiện. Mọi người nếu được thì đăng ký kênh của mình và like, share giúp mình. Mình xin cảm ơn. Có chi mọi người có liên hệ về cửa hàng máy ảnh Trương Lộc số 2, Kiệt 74 Hải Triều, thành phố Huế mọi người nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.